Uống gì để mắt gan hết mụn đẹp da ngày hè? Mùa hè nắng nóng nên chọn thức uống gì để đẹp da và bổ dưỡng? Chọn thức uống nào để làm đẹp da mắt gan hết mụn trong ngày hè? Cái nóng gai gắt hầm hập mùa hè luôn là nỗi ngán ngầm của chị em. Chính bởi sự thay đổi thời tiết sang hướng tiêu cực đã khiến hoạt động trao đổi chất của cơ thể bị rối loạn, từ đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ như suy kiệt nhiệt trong người, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như sắc đẹp của chị em. Uống gì để mắt gan đẹp da mặt và giữ trắng da ngày hè luôn là mối quan tâm của nhiều bạn trẻ bên cạnh các thực phẩm làm trắng da thông thường. Khi chọn thức uống làm đẹp da mùa nóng, bạn nên lưu ý tới các tiêu chí sau. Thức uống nhiều nước, ít cái. Bổ sung nhiều vitamin cho cơ thể, đặc biệt là vitamin C. Thức uống có tác dụng làm mát gan, tiêu nhiệt để trị mụn, làm đẹp da. Thức uống không chứa nhiều đường, tốt nhất chỉ nên sử dụng vị ngọt tự nhiên trong trái cây. Đáp ứng các tiêu chí trên, sau đây mà một số thức uống làm đẹp da tiêu nhiệt, mát gan dưỡng trắng da trong ngày hè. 1. Uống trà xanh giải nhiệt đẹp da trong ngày nắng không nên bỏ qua trà nếu bạn đang băn khoăn tìm kiếm thức uống gì để đẹp da trong trà dồi dào hàm lượng các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên vitamin c vitamin b vitamin e vitamin c làm tăng sức đề kháng cho da từ sâu bên trong hỗ trợ làm trắng da thanh nhiệt và trị mụn vitamin b thúc đẩy quá trình trao đổi chất được diễn ra hiệu quả hơn tăng bài tiết hạn chế nguy cơ tích độc tố trong gan và thận vitamin e chống lão hóa dưỡng ẩm da, giúp da thêm trắng đẹp và khỏe mạnh. Đó là lý do tại sao khi đi nắng về, bạn nên uống một tách trà ấm thay vì một cốc nước đá lạnh buốt nếu muốn làm đẹp da ngày hè. 2. Uống artiso mát gan trị mụn đẹp da mặt một loại thức uống làm mát gan đẹp da hữu hiệu không kém trà xanh đó chính là bông artiso bông artiso có khả năng làm sạch các độc tố tích tụ trong gan và thận làm mát gan tăng bài tiết qua da nhuận tiểu hỗ trợ cơ thể tự đào thải độc tố ra ngoài mà không bị nóng trong người. Từ đó artiso chính là thức uống làm tiêu nhiệt mắt gan, làm đẹp da mặt, hết mụn từ bên trong mà bạn nên uống mỗi ngày để giữ trắng da, làm đẹp da và giữ gìn sức khỏe trong mùa hè oi bức này. 3. Uống sinh tố dứa cam làm trắng da ngày hè Chị em nên uống gì để làm trắng da và làm đẹp da mặt trong mùa nắng gắt? bổ sung vitamin C cấp tốc, trực tiếp và hiệu quả nhất bằng thức uống sinh tố dứa cam để làm trắng da, giúp da khỏe hơn, chống bị bắt nắng và trị mụn hiệu quả. Công thức làm sinh tố dứa cam rất đơn giản. Bạn kết hợp dứa và cam theo tỷ lệ 1:1, thêm sữa tươi hoặc ít sữa đặc, đá bào rồi xay đều trong máy xay sinh tố. Cuối cùng chút ra ly và thưởng thức thức uống bổ dưỡng làm đẹp da hết mụn hiệu quả ngày hè. Hàm lượng vitamin C vô cùng dồi dào, cùng loạt các nhóm chất vi lượng khác rất hữu ích để bạn vừa bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, tăng sức đề kháng, chống cảm nắng, lại vừa giúp da thêm tươi đẹp, hết mụn. 4. Uống nước rau mã đề, giải nhiệt, làm đẹp da thêm một mẹo chăm sóc da ngày nắng nóng, tương tự như bông artiso, rau mã đề là thực phẩm vô cùng công hiệu trong việc làm mát gan, tiêu nhiệt, làm đẹp da, hết mụn. Rau mã đề trong đông y từ xưa đã được xem là vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu và bổ máu rất tốt, được gọi là trạch tả. Đặc biệt đối với người gan, thận bị nhiễm độc tố khiến da bị mụn, người rối loạn bài tiết, táo bón, nóng trong người thì khi sử dụng nước rau mã đề thì các vấn đề đều được cải thiện. Bạn có thể sử dụng rau mã đề để nấu nước, uống, làm mắt gan, thanh nhiệt, làm đẹp da. Cách làm như sau, rau mã đề mua về rửa sạch, nếu có cả rễ thì càng tốt, sau đó cho vào nồi đun. 1 phần 2 kg rau mã đề bạn có thể đun cùng với 1 lít nước, đến sôi là được, tắt bếp, chiết nước mã đề ra chai và bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần. năm Uống nước yến để hết mụn dưỡng da trắng đẹp Không phải vô duyên, vô cớ mà tổ yến lại xếp vào nhóm thực phẩm sơn hào hải vị có giá siêu đắt Tổ yến chứa hàm lượng lớn, gần như đậm đặc axit sialic Một chất đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sự sinh trưởng tế bào Ngoài ra còn có tới 17 axit amin, 16 nguyên tố vi lượng như canxi, natri, sắt, cóc vua chúa, tầng lớp quý tộc ngày xưa luôn ưa chuộng và dùng yến là thức uống để thanh nhiệt mát gan ngày hè. thật sự ngày nay với công nghệ thực phẩm phát triển nước yến quả thật là một thức uống bổ dưỡng có tác dụng rất tốt trong việc thanh nhiệt làm đẹp da, đồng thời cũng trả lời cho câu hỏi uống gì làm đẹp trắng da trong ngày hè. tuy nhiên không nên lạm dụng nước yến quá nhiều đối với yến trương nguyên chất chỉ nên dùng 3 đến 4 lần trên một tuần mà thôi, bởi khi cơ thể bị dư thừa chất sẽ rất dễ sinh bệnh tật. Chúc các bạn làm đẹp, chăm sóc da được như ý bằng thức uống mát gan hết mụn trong những ngày nắng nóng này.